Anh có muốn hát tặng em một bài hát nào không anh? Có. Anh hát tặng em bài hát là Về Đi Em. Trời ơi trời, gì vậy? Còn bài nào khác không? Dạ không anh, bài này nội dung nó thì không phải là đuổi người ta về anh. À vậy à? Dạ dạ. Nghe cái tựa thấy quải rồi. Về đi em, làng quê cũ, có anh trai quê vẫn chờ. Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ. Chị Tâm xinh tươi ngày xưa, bàn tay em duyên dáng đông đưa. Chợ xóm in bóng em đi về, tình quê mai lá đơn sơ, vui câu hò để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em, cô gái thơ ngây của làng ta. Đúng rồi. Dạ. Cái nội dung là được, hợp lý. Đó, kêu gái về quê. Trời, nãy tưởng đâu rồi. Về đi em. Sao em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Dạ ai ạ? Ở mai mốt ở một cái làng tiêu ha, hai gió hiu hiu ngồi dưới gốc tiêu, anh hát em nghe ha, lãng mạn ha em ha. Dạ. Nếu được thì khoảng khi nào là em có thể tiến đến hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng một năm, tìm hiểu cho kỹ kỹ một tí. Quan trọng là cũng là tình cảm hai bên, nhưng mà em chỉ ước lượng thời gian khoảng chừng đó thôi. Có thể sớm hơn chút chút cũng được. Vậy. Em có thích lãng mạn không? À, thực ra tính em thì không có lãng mạn lắm đâu, nên là anh cũng không phải là lãng mạn theo chiều theo ý của em hay gì hết. Dạ. Tại vì giờ em cũng thực ra là suy nghĩ em cũng lớn rồi, nên không, cũng hơi thực tế rồi, chứ không phải là lãng mạn là phải như thế này kia. Anh thì anh cũng không có được lãng mạn. Dạ. Do đó anh cũng được ga lăng, gọi là lấy lòng bạn gái, thì anh cái khoảng đó anh không được tốt. Anh cho em hỏi là anh có gia trưởng không ạ? Không, em không. Dạ. Có gia trưởng. Dạ, anh có thích chia sẻ không? Thích chia sẻ. Dạ, tại vì em á là khi quen ai là em thích chia sẻ, rất là chuyện gì em cũng nói chuyện với người đó, tức là em rất là thích chia sẻ đó. Vậy thì em cũng là người sống nội tâm rồi. Đi với người nội tâm thì em sống theo kiểu nội tâm, mà em cũng khá là hướng ngoại. Tại vì em quen là em dễ làm quen lắm, dễ nói chuyện lắm. Yeah. Tại vì cái công việc của em là bắt buộc như vậy. Quản lý kinh tế thì ai, anh nghĩ là ai quản lý tốt hơn hay sao anh? À, anh nghĩ là người đàn ông có thể làm ra tiền, nhưng mà quản lý thì có thể phụ nữ quản lý tốt hơn là đàn ông. Yeah. Tại vì em thì nếu mà đưa em quản lý cũng được, nhưng mà không phải là như là người ta là quản lý chặt chẽ đâu. Em lúc nào em cũng nghĩ là khi ra đường là phải có tiền, chứ không thể là đi ra ngoài đường mà được có mấy chục ngàn hay gì. Tại vì mình đi đường có thể là xăng xe hoặc đi cà phê bạn bè á, thì em cũng không có gắt về mấy chuyện mà không có kỳ bò gì. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa, chúng ta hãy nói tất cả những cái suy nghĩ của mình ha, tận đáy lòng mình đang cảm nhận thế nào về đối phương. Em có thể mở kiến ra cho anh ấy nhìn 5 giây 10 giây gì đó, rất là xinh thấy chưa. Anh cũng rất là thích người mà có một cái má lúng đồng tiền. Thì hôm nay cũng bất ngờ là gặp được em ở đây. Chắc là cũng có duyên trời định. Hy vọng là mình còn có nợ. Anh nghĩ là sẽ có nợ với nhau. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Hết thời gian. Anh hiền, cười tươi ghê. Cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, hiền lành. Cô gái rất là chín chắn đấy. Có công việc ổn định. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Chiều nay mình có về Đắk Lắk chung. Trên đường về có thể mua tiêu, bán tiêu gì đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay đi bạn. Tan lạnh. Giờ mồ hôi rung. Rung. Ra mồ hôi không? Có ra mồ hôi tay không? Theo như thủ tục thì chúng ta còn nhau đi bạn. Dễ thương đấy, anh thấy rất là hợp nha. Lát có về chung không? Ra đi ăn uống, đi xem phim, đi tâm sự, chia sẻ rồi cùng nhau về Đắk Lắk. Đi một về hai đấy. Quá đẹp. Rồi mai mốt trở lại đây ba, xong về rồi kia bốn.
Đây là những vé xem phim Trùng Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây xem phim để tìm hiểu về nhau. Đây là quà dành cho hai bạn, một chiếc Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn và chất lượng của Nhật Bản. Nếu như hai bạn đồng ý kết hôn thì TV Pana sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Nhớ nha, kết hôn là báo cho chúng tôi biết nha. Đưa đi xem phim đi nha, rồi hẳn về Đắk Lắk nha. Xem như nhiệm vụ của Quyền Linh và Cát Tường đã kết nối được hai cặp đôi ngày hôm nay. Điều gì đến sẽ đến, mong rằng hạnh phúc sẽ được lan tỏa hai cặp đôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày rất thành công của ông Mai bà Mối. Và bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.